Nghe tiếng bác Tuất lén đã phải gấp ngay chỗ rồi. Này, mâm rau à? Chịu khó nhỉ? Khổ, vất vả khổ sở làm lụng. Ăn chả dám ăn, tiêu chả dám tiêu. Để chồng mang tiền đến cho gái. Bác nói thế nào ấy chứ? Thế tôi hỏi cô nhé, cái lão Thắng nhà cô đi đâu? Lão Thắng nhà em ấy là ông mình tóc dài, đi gia đình đánh cờ với các cụ mà. Ôi dồi ôi, quản lý chồng lỏng lẻo như thế này nhé, thì có ngày cái bọn danh con nó vợt mất như chơi. Bác nói em chả hiểu gì cả. Cờ quạt cái gì? Đang thác loạn mà lũ cà ve nhà thằng Dớ kia kìa. Làng mình làm gì có cà ve? Ôi giời, làm gì có cà ve? Này, không biết à? Cái thằng Dớ ấy, nó đang mở một cái quán karaoke nhá. Nó tuyển một lũ cà ve về. Vừa nãy tôi đi qua ấy, là cái lão Thắng nhà cô này, mấy cái thằng Minh tóc dài ấy, đang mơn trớn thác loạn ở ngoài đấy đấy. Lão Thắng nhà em thì làm gì biết gái muốn gì. Ôi giời, không tin à? Không tin chạy ra mà xem. Này, tôi thề với cô nhé, tôi mà nói sai nhé, là cái nhà thằng Dớ nó sập mà tổ. Mà nói thật nhé, đừng có nói là tôi mách lẻo đấy. Không tin sao mà xem. Ôi trời ơi, Lão Thắng nhà mình lại dạy gái thế này à? Ôi. Kính thưa hội nghị, kính thưa các bạn đồng nghiệp, qua cái buổi karaoke thực nghiệm vừa qua, tôi xin phép rút ra một số cái nhận xét như sau. Cái thứ nhất là các bạn quá hời hợt, quá hờ hững, không có cái tâm, không có cái lửa, không có cái hồn ở trong này. Tôi chưa cảm nhận được một cái thứ tình yêu nào xuất phát từ các em đến với khách. Mà các em biết không, cái điều quan trọng nhất là khách nó đến đây, dù chỉ trong một giờ, một phút, một giây, cũng phải đều cho chúng nó cảm nhận được đây là cái tình yêu đích thực, chứ không phải là tình yêu giả tạo. Thấy rõ chưa? Mà cái sự lúc gần của Dớ karaoke là gì? Khách đến thì nhớ, khách về thôi, không mọi thế thôi, đơn giản. Mà cái thứ hai, tao nhận xét luôn với chúng mày là thế nào? Là cái tiến độ lao động quá chặt. Tiến độ lao động ở đây là gì? Có nghĩa là mình bóc bia, khui thạch và đập bíp bíp. Quá là kém, quá là chậm. Các em biết không, cái nhà đầu tư người ta bỏ vốn ra mà bây giờ, đây này, được có 4.4 triệu. Quá thất bại, một cái thất bại thảm hại. Đúng không các em? Nhà đầu tư người ta bỏ vốn ra, cuối cùng không thu được về cái gì. Thì cuối năm các em là sao? Cuối năm các em không có tiền thưởng. Không có tiền thưởng tức là các em trèo mõm. Anh rất lo cho cuộc sống của các em. Thương lắm tóc dài ơi. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là cái thái độ làm việc của các em vô trách nhiệm. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mồm nói thì tay mình phải lao động. Đằng này mồm các em cứ nhằn nhằn, nói thì rất nhiều nhưng tay thì vứt đi đâu. Được cái mồm đấy mà cái tay, các em phải biết rằng mồm là của chúng nó, tay là của chúng mình. Nó cần tay chúng mình lắm chứ. Bởi vì nhờ có bàn tay các em, chúng nó sẽ bớt cô đơn. Mất bàn tay của các em, nó sẽ bầu víu vào đâu, cuộc đời chúng nó sẽ bị xô đẩy. Đấy, thương lắm. Anh có nhận xét gì không ạ? Có, nó rất nhiều. Dạ, em mời anh ạ. Xin phép hết. Em đã nghe hết ý kiến của nhà đầu tư chưa? Bây giờ các em làm lại một lần nữa, chị đề nghị các em phải máu lửa hết mình vào thì cái thằng này nó mới chịu xì tiền ra. Em xin phép chị quản lý, em xin có ý kiến tiếp ạ. Lại mời anh. Vâng. Chị ơi, chị vừa nói là thằng này thằng nào con này, mày nói ai? Thì là anh chứ ai.
Chúng nó ôm anh giã hết cả cánh thì lúc mà anh không bo cho chúng nó được một đồng nào. Không gọi là thằng thì gọi là cái gì? Hả hả? Vừa nói cái gì? Ôm đứa nào? Được ôm đứa nào đâu? Hả? Người ăn chẳng hết kẻ lần chẳng ra. Con kia thì nhắn tin cho dai. Con này thì bim bim ăn nhem nhảm. Đấy. Mà cái con kia nữa, ngay ngày đầu đến nó xin việc, mồm nó xoắn xoét, nó bảo là tu thế nào em sống chết với anh. Đấy, nó vừa nãy nó sống chết mấy thằng kia đấy. Hai đứa mớm mồi cho nhau rất tình cảm, nhìn ngứa mắt. Đấy, thực tế đây này, cứ giỏi làm ra từ 4 triệu tư thành 44 triệu đi. Thằng này không cần phải bàn, xì tiền ngay nhá. Dơ. Ui giời. À, các ông ơi vào đây, hôm nay tôi cho các ông ăn chơi đến sáng luôn. Đấy, thấy chưa, cái quán của Dớ mặc dù vẫn đang trong cái thời gian test thử nghiệm, thế mà đâu có khách rồi. Chuẩn bị đi, chuẩn bị đi các em. Nhanh lên. Em chuẩn bị nhá. Đây đây các ông ơi. Đây, ui trời ơi. Này, riêng cái khoản này tôi phải công nhận là các ông rất đúng giờ. Chuyện không đến sớm thì không hàng ươn mất. Này, hôm nay tôi cho các ông xóa từ đêm sáng luôn. Mà này, có mang tài liệu vào phòng thi không? Đầy đủ đấy. Tài đủ tài liệu thì thi cử mới tốt được, yên tâm. Chứ. Đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Hai đứa chúng mày ngồi xuống. Đấy, ngồi xuống. Chào anh à. Chào các em. Thấy chưa? Tao đâu chúng mày tìm cả làng này, bới cả làng này, không tìm được cái đám nào mà nó diện như đám karaoke giới này. Được không? À, này, không biết là cái thằng Đức Cốc nó phụ trách cái mảng truyền thông media music nó ở đâu nhỉ? Nó ở đâu? Dạ, em đây ạ. Mày chui đi em gì? Em chuẩn bị hoa quả cho quý khách tráng miệng. Ôi trời ơi, hoa quả sao? Bây giờ xuống đây làm cho tao cái music nhanh lên để phục vụ khách. Dạ. Khách hàng được thương đến nhanh lên. Đấy, hôm nay nhá, chúng mày có thể chọn tùy ý, thoải mái, thích rồi rồi. Đấy, không giới hạn, không cho phép. Cho đi, cho đi. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa. Tôi đành hẹn, chào mơ. Thế nào? Có nghĩa là hoa đã có chủ rồi. Ngoài chỗ này đi, chỗ này thoải mái. Thì thích, à, thích đổi rồi. Em. Cái thằng cha này đi đâu chỉ thích chân dài. Tôi cứ thích cái hãng này này. Em sang đây vậy. Này. Tao xem tình hình chúng mày cứ chọn lựa đâu như thế này đến tận tối. Hồi này nhá các em, thích cho nào xào thử đấy. Nào vào đi, vào đây đi. Mấy đứa vào tiếp khách đi để anh ngồi y thôi. Nào vào tiếp khách đi. Nhanh lên. Vào tiếp khách đi. Có mỗi cái chuyện chọn mà cũng chọn được. Anh ủng đi anh. Này. Anh. Em. Con kia mới chồng yêu ơi, chồng hát với vợ. Anh nghe bài kia đi. Trai vô tình nhá. Trai vô tình nhá, có ngay. Này, bọn music bật cho anh bài Tình là sợi tơ. Vợ Minh Họa. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn bên nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau, tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi. Hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi đời là đại dương mong manh. Tình là sợi tơ mong manh. Và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lênh đênh. Nếu lỡ mai sau mình chẳng còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Ôi đời là đại dương mong manh. Tình là sợi tơ mong manh. Và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lênh đênh. Nếu lỡ mai sau mình chẳng còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em,
tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Tình lỡ, tình là sợi tơ. Con cái này suốt ngày hát hò karaoke, gái mình về tôi cho chúng một trận. Ba bóng nước, đồng vội thế. Nước mới lên cái gì? Bà tuyển cái men tôi nhặng dỡ hả? Ai bảo thế? Tôi tuyển đâu mà tuyển? Không tuyển thì cái gì đây? Cái gì? Karaoke của nhà thằng dỡ lấy cái gì? Ôi, cái này là nó treo nhờ tôi, nó tuyển người rót bia mà. À, không rồi, tôi và vào nhà hàng giới cho chúng một trận. Này, à, hôm khai trương là các em cứ quẩy chúc mừng người này cho anh. Ai kiếm bột đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa anh không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh chưa lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông tựa lắm, khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn đang cầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên con trời mưa lũ vẫn tiếng buổi xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sông, đời tình anh xa để xuân hoa mong, trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Đừng lại cái lão dớ cho cái lũ này về làm hỏng hết đàn ông trong làng này rồi. Ôi giời ơi, nhìn chúng nó còn cho nhau tiến cái kìa, có ngứa mắt không? Ui mơ lên sao em ơi, anh bọn nó chồng kìa, ui trời, thích là sáng chứ mẹ chi. Mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường. Tao với đâu, tao với đâu cứ lại như thế. Này, tôi nói cho hai bà này biết nha, công ty người ta có tổ chức, ba là phải xin phép đi đập loạn đấy. Hả? Các em đâu? Lui vào bên trong để anh giải quyết cái này. Mấy con đi mất sân lọ đỏ này làm hư chồng mà. Ôi mấy con làm hư chồng đây. Mày làm mấy con đi mất sân lọ đỏ mày tay. Tưởng đi ra đình chơi cờ, hóa ra thế này đú đần với gái à? Tôi tuyên bố cho hai bà biết, công ty của chúng tôi đang trong cái thời kỳ tập huấn chống lũ lụt, không có đào cụ. Tôi phải thuê hai ông nhà các bà đến đây giả tiền đàng hoàng, xong việc rồi cho về. Làm gì phải ầm ĩ lên thế? Thấy chưa? Đây người ta chỉ giả vờ, chưa chỉ tưởng thật. Giả vờ à? Giả vờ mà lấy tiền ở nhà mất đi cho gái mới bảo là giả vờ à? Đâu, đây là tiền của ông Dứa, ông đưa cho anh em chúng tôi để thực tập. Tôi làm chủ có tiền mà. Đúng rồi. Ôi giời, thực tập à? Thực tập à? Thực tập vậy? Về ngay. Thôi, đi về nhà ngay, đi về nhà ngay. Không có chắc là chết thôi. Ui giời, cái này thì còn làm ăn cái mẹ gì nữa. Chị còn nợ 300 đấy, bây giờ lại 200 nữa là thế nào?
Tiền bạc em thiếu gì tiền. Tiền đầy trong xe kia kìa. Nhưng mà là tiền đô, chưa quy ra được tiền Việt. Mà thôi, em kết hợp với hôm nay thành tờ 500 cho nó xanh, cầm cho nó gọn nó làm sao. Mà này, hôm nay làm sao mà lại đi cả Eto thế? Em mới đón Việt Kiều từ California trở về. À thế à? Này, thế là vợ chú đi làm ô xin về rồi đấy à? Người sao đây là ô xin? Đây là nội trợ Việt Kiều. Nội trợ Việt Kiều. Vâng. Cô Sẩn mới về đấy mà. Dạ. Dạ em chào bác ạ. Lẽ ra là em ở bên nước ngoài một năm nữa cơ. Nhưng mà vợ chồng nhà chủ chúng nó cãi nhau, chúng nó bỏ nhau. Thế là chúng nó đuổi em về sớm ạ. Ôi trời ơi. Thế bên nước ngoài mà cũng bỏ nhau à? Bên nước ngoài nó bỏ nhau nó văn minh lắm. Đây nhá. Chỉ cần con vợ cãi được chồng nửa câu là được chồng bỏ luôn. Úi dồi. Đấy, mà chỉ cần nhá, thằng chồng ra ngoài con nào xinh xinh đi ở đường nhá, liếc mắt một cái là con vợ cũng bỏ luôn. Úi dồi. Chứ nó không đánh ghen xé quần lột áo xong chấm muối ớt như mình đâu. Úi dồi, thế à? Lão cha biết cái gì cả. Cái nhà mà tôi ở ấy là con vợ nhá, nó còn đi theo dõi chồng nhá, khắp cả thế giới cơ. Để đánh ghen ấy. Úi dồi, thế cái bọn nước ngoài ấy nó đánh ghen nó còn kinh khủng hơn cả mình ấy nhỉ. Nó đánh ghen xuyên lục địa cơ mà. Xuyên lục địa đấy. Chính vì thế nhá, em được đi bao nhiêu nước trên thế giới đấy. Trời ơi, sao cô sướng thế cơ chứ đấy. Này, thế cô đi được bao nhiêu nước rồi? Thì thằng chồng nó đưa con bồ đi nước nào là con vợ nó lại đưa em đi nước đấy. Ví dụ nhá, từ Ý đi sang Italia. Thế xong lại từ Nga đi sang Liên Xô. Thế xong rồi có những hôm em buồn nhá, em tự phóng ô tô từ Úc em đi sang Australia. Đấy bác thấy không? Em đã đi nhiều. Con dần thì em đi nhiều mệt mỏi lắm ấy. Thảo nào. Thời gian qua mụ đi lâu thế. Đấy, mụ bảo là em đi giúp việc. Hóa ra là mụ đi du lịch. Đúng không? Mà mới gần đây nhất em. Cái trận cúp C1 hôm nọ tôi vừa theo dõi ấy. Trong khi nhá bác ạ, cả một biển người hò reo. Thì em hoang mang nghi ngờ và em khẳng định đúng là mụ này. Mặc bộ ninja, áo chống nắng, đeo khẩu trang, đi sau thằng Ronaldo. Em gọi vợ ơi, mụ ấy quay quát đi. Đấy, lần sau rút kinh nghiệm nhá, chồng chỉ cần vẫy tay cái là phải hôn gió chồng luôn. Đấy. Ui giời ơi. Thì lúc đấy lúc mà lão nhìn thấy tôi lúi húi đằng sau đít cái thằng cầu thủ ấy là đang đi đánh ghen đấy. Thế à? Mỗi lần đi đánh ghen ông chủ nó giả cho mấy triệu đấy. Trời ơi, sao mà có sung sướng thế cơ chứ đệ. Này, trả bù cho tôi nhá, bán nước ở đây này ngày được 100 bạc ấy. Thế nhưng mà cái bọn mất dạy ấy toàn ăn uống nợ chịu nhá, nó còn chơi bửa nhá, đòi không thèm trả cơ cô ạ. À mà này, thế cái bọn đánh ghen ở nước ngoài ấy nó có hung dữ như mình không, nó có xé quần xé váy như mình không hả? Ui giời ơi bác ơi, đánh ghen ở đâu thì chả giống nhau. Bây giờ em nói bác nghe này. Con vợ dình thằng chồng đưa con bồ vào khách sạn. Xong rồi phải nhìn đồng hồ nhá, phải tính xem bao nhiêu giây. Đợi đến lúc chúng nó cởi quần áo ra, lúc đấy con vợ mới lôi em vào bắt quả tang quánh như này này. Bây giờ tôi biết là tại sao mụ đi lâu không thèm về như thế. Bởi vì cứ mỗi lần mà đánh ghen lễ là được chiêm ngưỡng cái của nợ của thằng chủ kia. Đấy, cho nên chán không thèm về. May cho mụ nha, là mấy con vợ nó không ghen ngược lại nhá. Nó mà ghen ngược lại nó anh te tu ấy, mất đường về với mẹ luôn. Úi này, chị ơi, cho em mượn 200 để em giả thằng tài xế nó đợi lâu nó sốt ruột. Nhớ đấy, mày giả chị từ 500 mới cứng lên nhá. Yên tâm. Có vay có trả bác. Gâm vóc còi thì lắm thế. Ta bảo là con mù chủ quan nó lắm mồm nó còn câu giờ. Này, bảo ai là con mù chủ quán nói nhiều câu giờ thế hả? Đâu, em bảo với chú tài xế là đứng lâu bây giờ mới có tiền. Gâm có vay có trả bác cứ vẻ đắn đo làm gì. Vâng, ở đây nhá. Ôi thôi chết rồi. Quyền mất, lúc ở sân bay cầm hoa mà chưa tặng vợ. Anh chúc mừng vợ đã hồi hương về với bố con anh. Về với bố con anh. Lãng mạn thế đấy. Ngồi đây nhá. Thằng Viên này mới bị ngộ còi bóp mạnh. Đây anh giả. Sân bay có từng ngày của anh thêm 50 nữa. Mày điên à. Lúc đầu mày ngã giá với tao là có 2 lít. Bây giờ mày cộng thêm nửa cút là thế nào? Thế bây giờ xe em nổ máy đợi bác nửa tiếng đồng hồ vẫn phải tính phí chứ.
Thế này mày tắt máy đi, tắt máy, tắt, tắt máy. Thôi em tắt nhá. Ừ, tắt đi. Tắt nhá. Tắt nhá. Ừ. Pep pep. Pep pep pep. Này. Xe nhà nào này? Chứ đỗ chưa được. Đường nhà chúng mày đấy à? Đỗ xe ấy, nên phải có ý thức chứ. Này này, thôi, mày lùi lại đằng kia. Làng tao có lắm thằng dở hơi lắm, nó bóc còi rát hết cả tai. Nhưng bác thanh toán nốt 50 đi em còn lùi. Chứ bây giờ em mà nổ máy á, công ty nó vung ngay cho em mà gian lận thương mại, phạt em chết. Thế bác quyết đi để em còn nổ. Tao cấm mày nổ nhá. Tao cấm mày nổ thì lùi thôi. Tại sao thế? Bây giờ mày nổ ra 80-50. Nè, mang tiếng vợ đi Tây về mà lăn tăn 50. Nè, người ta lao động ấy mất công mất sức. Ăn không ăn hỏng ăn chặn 50 thì có giàu được đâu. Này, việc của nhà mày à? Mày không để mồm mày mọc ra non à? Ở đây không có việc nào tao. Này. Dạ. Mặc dù là nhà anh ấy không có kẻ đi Tây nhé. Anh cho mày luôn 100. Mày lùi xe để anh đi cho khối thằng nó nhục. Vâng vâng em xin. Về nghĩ mà chết. Dạ vâng ạ. Thế làm bao nhiêu đây? 300 anh ạ. Của mày là 2,5 lít. Mày giả tao 50 cho khối thằng nó nhục. Bác, cho em cốc bia uống cho nó đỡ nhục. À có ngay. Bác Tuất đi đâu về mà tất bật thế? Cô dần mới về đấy à? À. Thế tôi vừa cho mấy con lợn ăn xong để tranh thủ đi gội cái đầu. Thế về đợt này là về tranh thủ hay là nghỉ hẳn đấy canh chồng ấy? Dạ, em về tranh thủ làm thủ tục để đi sang nước thứ tư bác ạ. Thế à? Vâng. Tôi nói thật, cứ nước ngoài nước trong cứ làm tiền làm gì lắm cho nó mệt. Về nhà mà canh chồng ấy, không mất chồng như chơi ấy bác nhỉ? À. Tôi nói thật với cô nhé, làng mình bây giờ là nhiều tệ nạn xã hội lắm. Nào là cờ bạc trai gái đĩ điếm này, các kiểu là có cả. Mà tôi nói thật nhé, có thằng nhá, nó còn chăn cả ve ấy. Thôi, thôi, thôi đi về đi mình ơi. Này này, bác ơi, cho em mượn cái xe 33 em chở đồ về cho vợ em cái. À. Này, em giả cái này là coi như còn 450 nhá. À. Đi về mình ơi. Dạ, nói chuyện với bác sau nhá, bọn em về đây. Em về đây bác ạ. Về nhá. Vâng. Thế hóa ra là vợ chú Dớ này đi nước ngoài để làm chuyên gia đấy, chứ không phải là làm ô xin đâu. Việt Kiều mê dân ơi, bao mền thường đã 7 năm rồi, ăn khoai đã 7 năm rồi, không về hai đứa ơi. Hai cái thằng béo hai đứa nào đây? Mẹ về, bố con nhớ mẹ con mẹ. Tí nữa mẹ nữa quá, tí nữa. Rồi ôi. Nhớ mẹ quá. Rồi, này, ông Dớ. Nhà tôi có phải là nhà chị dậu đâu mà ông cho chúng nó sinh hoạt cái kiểu này hả? Ôi, mẹ thương quá. Sao lại xanh xao vàng vọt thế này hả con? Khoai toàn khoai. Thì đấy là món khoái khẩu của chúng nó mà. Khoai toàn khoai. Tôi gửi về cho ông bao nhiêu tiền, thế mà ông cho chúng nó ăn toàn bằng Khoai toàn khoai. Này chúng mày có im đi không? Tao đã mua cho 2 khoanh chả, 4 khoanh giò. Thế mà đứa nào dám lôi cái khoai giống của tao ra đi luộc để hạ nhục tao thế à? Hả? Anh bảo tấn công hết 4 khoanh giò còn 2 khoanh chả của bố có làm gì có gì để ăn. Cái thằng béo kia, tao đã cấm mày trong 1 tuần mày nhịn ăn, thế mà mày phá luật là sao? Ôi, nhìn con nó thế này mà ông cấm 1 tuần nó làm sao nó chịu nổi hả? Đi ngay ra chợ mua cái gì ngon ngon về đây tôi bồi dưỡng cho chúng nó. Đi đi. Được ăn ngon rồi. Yeah. Này nhưng bà phải đưa cho tôi cái mớ kiều hối để tôi ra bà yên tôi đổi sang tiền Việt mới có tiền đi chứ. Sao ông bảo ở nhà tiền mặt ông để đây? Thì tiền mặt lúc nào chẳng có đầy, nhưng mà găm vào sổ tiết kiệm. Mà tiết kiệm thì bà biết ấy, nó có kỳ hạn mới được rút, không phải lúc nào rút được đâu. Đấy. Đây, này, ông cầm đi mua cái gì ngon ngon về đây. 1 tờ hôm nay đổi ra được bao nhiêu? 20 đô là 450.000 đấy. Ôi, thế phải đưa thêm 2 tờ nữa. Bởi vì thằng béo ấy, một mình nó ngốn hết 3 con gà rồi. Mà đấy bà xem đấy, mấy năm bà đi tôi ở nhà cứ phải làm ô xin cho con bà. Khổ lắm, người ta đã bảo rồi, miệng ăn thì núi lở, mà có người dở thì hay phải sang châu quỷ. Bây giờ vất vả bố lắm bà. Bố phải mua gà thải ăn mới được nhiều, mà ăn nó mệt mồm bố ạ. Ơ vần, thải là thải thế nào? Đây, mua con gà thật ngon vào. Yeah, tôi bồi dưỡng cho chúng nó. Đi đi. Yeah. Đây, để mẹ lấy quà cho ăn. Quà. Đây. Quà. Đây, quà của các con đây. Mẹ ơi, ở bên Tây có thay rau câu Long Hải à? Ăn cái này ngon lắm con ạ. À. Ừ, còn ngon hơn cả Tây cơ. Khoai toàn khoai. Ô anh. Khoai toàn khoai. Bài. Này. Vừa nãy bảo mua gà hay mua giò nhỉ? Gà. À gà.
mình không quên. Thương quá. Oai. Tuất ơi. Hả? Thế lúc nãy mày đọc để cho chị ghi vào chỗ nào sao bây giờ lại nghe chả thấy gì nhỉ? Để đưa xem nào. Đúng à. Không? Ui giời ơi. Hả? Bà bấm vào cái delete này rồi. À xóa thì còn đâu nữa, bấm vào cái nút này. Đâu sao nào? Ui giời, tôi chết rồi. Nãy rồi. Thôi bây giờ mày đọc lại đi để cho chị ghi âm lại xem nào. Bắt đầu. Đọc lại nào. Thông tin là em đã đọc cho chị rồi. Thế chị tự tay chị xóa đi giờ để bắt em ghi lại. Ơ chú buồn cười nhỉ, thế bây giờ tôi mua thông tin của chú. Thế bây giờ chưa có thông tin gì cả gì, làm sao? Hả? À? Thế em hỏi bác nhá. Bây giờ bác bán cho em hai cái tạch rau câu. Em bóc ra em rơi mất một cái. Thế còn một cái thì bác tính tiền em hai cái hay một cái? Ôi chú buồn cười nhỉ, thế chú mua của tôi hai cái cốc thạch rau câu này thì chú phải giả tôi tiền hai cốc thạch chứ. À, thì em bán cho bác hai cái thông tin thì em phải tính tiền hai thông tin thôi. Ôi chú nói ngang bỏ bố đi. Hai cái thông tin của chú vẫn chỉ là một thông tin. Tại sao chú lại bắt tôi tính tiền hai thông tin là thế nào? Bà cũng nói ngang bỏ mẹ ấy. Bây giờ thế tại sao hai cái thạch rau câu này nó giống y nhau? Tôi đánh rơi một cái thì bà chỉ tính tiền một cái thôi chứ. Ôi chú buồn cười nhỉ. Tự nhiên là thạch với cả thông tin hai cái nó chả liên quan gì đến nhau cả. Sao lại chả liên quan? Khác là khác thế nào? Tôi nói cho bà ấy, tất cả những cái gì mua bằng tiền ấy đều là hàng hóa, phải chưa? Thế thì tôi bán cho bà cái thông tin, bà bán cho con dẫn vợ thằng dớ, đúng không? Bà ăn lãi. Thế tôi bán cho bà cái tin nào thì bà phải trả tiền tôi cái tin đấy thôi. Thôi không nói nhiều nữa. Thôi bây giờ đây. Chú đọc cho chú ghi âm đi. Rồi xong xuôi rồi tôi sẽ nghiệm thu. Thế là hai tin nhé, 40 đấy. À. Alo. Chúng tôi thử máy. Tin mật. Hôm đó, ngày 1 tháng 4, hôm ý trời vẫn còn se lạnh. Lão Dớ chở con Tuyết lên phố huyện chơi. Con Tuyết ngồi sau ôm eo Lão Dớ như đôi tình nhân. À đúng như áp vào vai Lão Dớ, con đường tưởng chừng như không có hồi kết. Từng cơn gió lạnh vẫn thổi, làm tóc con Tuyết tung bay cuốn theo chiều gió. Ôi giời, cái thằng này buồn cười nhỉ. Cái quan trọng người ta muốn nghe xem là hai đứa nó chở nhau đi đâu. Mày cứ có phải nghe rồi dự báo thời tiết đâu mà mây mới chả gió thế nhỉ. Cái bà này nhá, tôi mà bấm tạm dừng là tính ba tin đấy nhá. Thôi, mày đọc tiếp đi, ghi tiếp. Vì à Tuyết mới mở quán gội đầu nên không đội mũ bảo hiểm. Đến ngã tư phố huyện, bất chợt một anh cảnh sát giao thông lao ra tín hiệu dừng xe. Dớ run lên bần bật, giơ cái đầu cái tay rồi đưa tờ giấy xe cúi đầu nhận lỗi ký vào biên bản. Anh công an nhắc nhở rồi đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Tuyết. Dớ lễ phép chào mọi người rồi lên xe đi tiếp. Bà không phải xuất ruột. Xuất cho xe nước ạ. Sắp đến chỗ hay rồi nhá, bà không phải cứ ngồi và nhìn đảo. Đây, uống đi. À Tuyết ngồi sau thỉnh thoảng này vén áo lên gãi lưng cho dớ. Xe đi đến Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bỗng chiếc xe hổ vồ bấm còi. Pa 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 pa. Dớ giật mình loạng choạng lao vào chiếc xe hổ vồ. Sao? Tai nạn à? Hả? Cú đánh lái thần thánh đã cứu đi sinh mạng của Dớ và Tuyết. Nhưng chiếc xe hổ vồ ngã lăn ra đường. Dớ sợ quá, chui tọt vào một ngôi nhà 4 tầng, có cái tên rất lãng mạn, nghỉ. Sao nữa? Hết rồi. À, tao nghe cái chuyện này có vẻ quen. Có đúng mày ăn cắp trên mạng không? À, cái chuyện này là nói về cái chiếc xe tải chở đá đổ ở núi đèo. Chuẩn ghê. Cái bà này vớ vẩn. Đây là cái chuyện của cái thằng Dớ và con Tuyết liên quan gì đến cái xe đổ ở núi đèo? Cái bà có nghe không? Tôi thì con mua không? Tôi xóa đi này. Để đấy, tao mua. Trời ơi, có mỗi cái chuyện hai đứa đèo nhau đi núi đèo thôi mà kể mãi không hết nữa cơ. Tính tiền bia đây. 25.000 bia với cả lạc. Tính tiền tin đi. À, hai tin, mỗi tin 20 là 40. 40 trừ 25.000 còn 15.000. Cho xin tiền về đây. Đây, 15. Có 15. 2, 15. Này, em còn nhiều tin hot lắm đấy.
Có gì thì cứ gọi cho em nhá. Ra đây. Ngày 1 tháng 4, hôm mì trời vẫn còn xe lạnh, lão giữ chở con Tết lên phố Bình Dương. Bố mày đi mua con gà từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa cũng chưa thấy đâu. Nào, dây út của mẹ. Ôi, từ hôm nay ấy, thằng Giang là phải ăn theo chế độ của mẹ. Béo không tốt đâu con ạ. Rồi béo ấy, khó tìm được công việc phù hợp. Em cha. Mẹ ơi, sau này mẹ cho anh đấy làm võ sĩ sumo nhá, mẹ nhá. Mẹ ơi, sau này mẹ cho anh đi đóng phim vai chư bát giới hợp nhất mẹ ạ. Em cha. Mày bảo tao đóng vai chú bát giới quá, mày bảo tao là con lợn à? Mẹ ơi, sau này mẹ cho con đi Tây làm mô xin vất vả vài năm là gầy ngay ấy mà. Thôi, không cãi nhau nữa. Nghe mẹ hỏi này, thì mấy năm mẹ đi, bố mày có đưa cô nào về nhà không hả? Ngày xưa lúc bố nhiều tiền, con thấy mấy cô theo. Bây giờ thì con chả thấy cô nào cả. Anh chả biết cái gì cả, lúc đấy là bố đang mở quán karaoke. À mẹ ơi, con nghe người ta nói là bố con định mở vũ trường nhưng mà không thành ạ. Thôi chết, người ta bảo đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Chả nhẽ thiên hạ người ta đồn là có thật à? Thảo nào mấy cái quyển sổ tiết kiệm, đến lúc mình hỏi lão cứ lờ đi. Gà mà không cay là con gà con. Gà mà vẫn cay là... Ông gió! Bất đi, cái gà đã. Ngồn đây. Bây giờ tôi hỏi ông, bao nhiêu tiền tôi gửi về cho ông bảo là ông đóng vào sổ tiết kiệm. Thế mấy quyển sổ của tôi đâu? Ôi, mẹ mày cứ bình tĩnh. Tôi là tôi đang tính, chờ mẹ mày khỏe lên thì tôi nói luôn. Chả nói này, mấy quyển sổ tiết kiệm ấy, tôi cẩn thận tôi cứ gối đầu giường, mồ hôi nó sùng bả mất rồi. Nhưng mà không sao cả. Này, ra ngân hàng, người ta quen tôi mà. Hỏi một phát trông đống luôn. Ở chỗ nào người ta cấp lại cho ông? Bây giờ ông nói thật cho tôi đi, ông tiêu hết tiền của tôi đúng không hả? Mẹ mày cứ yên tâm, người ta lưu hết sổ nhà mình vào bên lưu trữ ấy, chỉ cần lục một phát là ra ngay luôn. Mà tiền mẹ mày gửi về có bao nhiêu thì tôi tống hết vào bụng thằng béo rồi, có được ăn miếng nào đâu. Tôi còn nghe người ta đồn là ông còn mở karaoke nữa, có đúng không? Thì không, đấy là thằng Tuất, nó thuê mặt bằng nhà mình, tôi chỉ đóng cổ đông tí tí thôi. Thế nó thuê bao nhiêu năm? 9 năm. Ôi ngu lắm, cho thuê 7 năm thôi, xong có gì còn tăng giá chứ. Thảo nào ấy, dân làng người ta đang đồn là ông ngu kìa. Ngu khối tội. Tôi thấy thằng Tuất nó dính vào gái gú, thế là tôi lùi lại. Chờ bao giờ người ta hết chửi tôi ngu là tôi lại tính tiếp, có gì đâu. May cho mình thế, mấy con ve mà nó nhìn thấy mình thế này thì còn đâu mà mặt mũi để thích nghi với môi trường đời nữa. Đúng người ta bảo rồi, là vợ người ta thì cũng là Việt kiều, được chiều được yêu cả ngày. Đằng này đúng là cái loại mặt dày. Mày ra đi ông tát cho mặt mày thì mặt mò. Này, mặt đây này tát đi. Hả? Ông nói ai mặt dày đấy hả? Em có bảo cô giáo vợ đâu. Em bảo là em bảo cái bát này, nếu mà nó dày thì nó không bị sứt cái chỗ này. Em bảo đi đâu, mày cứ đơn tuyên. À, còn cái mà rửa bẩn như thế kia đã úp à? Hả? Cho bát vào chậu rửa lại. Sạch hết cả rồi. Cho vào chậu rửa lại. Cho vào. Vợ cứ khi tính thì sạch hết rồi người ta mới úp vào. Đây. Gì đây? Rửa suốt cả buổi trưa. Tôi nói như thế nào ông làm theo đúng như thế nhá. Cầm cái bát lên, cầm cái bát ô tô lên. Rồi. Úp cái tay vào. Úp nào này? Úp cả đời mà còn không nhớ à? Hả? À, úp này. Úp. Rồi, đúng rồi, úp vào. Rồi. Xoa đi. Xoa đây. Thấy thế nào? Úi giời. Toàn mỡ mà nó trơn và thằng nào rửa ẩu quá. Thằng mới dậy. Thằng à, cho vào úp à? Hả? Thế mà đã đòi phơi à? Hôm nay tôi sẽ bổ túc cho ông về cách rửa bát như thế nào cho nó đúng. Đứng trên tay oan mà nói thì rửa bát gồm những bước sau. Bước thứ nhất, cầm cái bát lên. Đây, cầm rồi. Rồi, bước thứ hai, cầm cái rẻ lên. Đây ạ, cầm rẻ lên. Rồi. Xoa hai vòng bên trái, ba vòng bên phải. Hai vòng bên trái, ba vòng bên phải. Tiến lên lùi xuống. Tiến lên lại lùi xuống. Ui, ngu. Tôi nói tiến lên lùi xuống là tiến lên lùi xuống cái rẻ này đây. À dạ, rồi. Rồi, lau đi, rửa đi. Thật sạch vào. Rồi, rửa đi, rửa thật sạch vào. Rồi, tiến lên đường xuống, hai vòng bên trái, ba vòng bên phải, tiến lên đường xuống. Có điện rồi vợ. Đứa nào gọi? Học thì dốt mà hóng hớt thì siêng năng. Rửa đi. Alo. Alo, có dẫn hả?
Này có rảnh không? Ra quán nước đi, tôi bán cho một ít thông tin về chú Dớ. Thông tin của lão Dớ ấy ạ? À? Úi dồi, ôi, toàn tin hot rồi nhá. Rửa đi. Em rửa đây. Dạ dạ vâng ạ. Vâng em ra ngay. Ngoài kia có cô bé chào cây me mặt sẽ tròn lạnh. Ông Dớ ơi, bây giờ thì đỡ làm sao được, khổ thế. Ông Dớ ơi, nhờ cái nhờ cái bà đứng nhờ cái đã, đã. Nhờ cái. Dừng, tôi nhờ cái. Kiếp, ông bị ngáo nắng hay sao mà cứ chó chạy vòng quanh thế? Này, có việc gì ấy, nói nhanh còn kịp nhá. Thế nhá, nếu ông gặp con vợ tôi ấy, nó có hỏi về cái vụ karaoke, thì ông bảo là ông thuê toàn bộ cái mặt bằng cái sân, còn tôi chỉ cổ đông vào đấy một tí thôi nhá, giúp tôi cái. Sao lại thế? Tôi không hiểu. Thì đấy, cái vụ mà tôi mở karaoke, nhưng làm ăn thua lỗ, sập tiệm, bao nhiêu tiền con vợ nó gửi về giờ tiêu hết. Nó hỏi tôi không biết trả lời nào. À, tôi hiểu rồi. Thế là ông muốn thuê cái danh dự của tôi để bao che đi cái tiền mồ hôi nước mắt của vợ ông chứ gì. Thì đấy, ông cứ giúp tôi sẽ hậu tạ ông cả một chầu bia luôn. Tôi nói thật ông, với cái người khác ấy, thì tôi giúp không. Nhưng mà ông ấy ăn ở mới đối xử với tôi trả ra gì chứ. Tôi tính phí đấy. Thì đấy, phí là cả một chầu bia còn gì. Này, cái chầu bia ấy thì nhằm nhò gì so với cái việc ông cướp trắng con tuyết của thằng Hợi nhà tôi. Bây giờ tôi không ăn ốc mà ông bắt tôi đổ vỏ à? Thì bây giờ ông giúp tôi, ông tính phí như thế nào, tôi chịu. Thế là tôi tính phí cái vụ đổ vỏ là 2 triệu nhá. Coi như bữa bia có thịt chó ấy mà. Tôi nhất trí. Nhưng với điều kiện, ông phải bảo với con vợ tôi là ông đầu tư 1 tỷ vào đấy, còn tôi chỉ có 20% thôi, được không? Ê, an tâm đi. Làm ăn kinh tế bây giờ thua lỗ là chuyện bình thường ấy mà. Thế thì tôi cảm ơn ông trước. Đấy, bây giờ là tôi yên tâm rồi. Mà tôi bận lắm, bao nhiêu việc. Tôi về nhá. Này, đi đâu đây? Thì tôi về, đang bao nhiêu việc. Tạm ứng trước triệu ra đổ mấy cốc bia vào mồm, đang háo quá. Gớm, thằng cha này rắn thế, hôm nào giả một thể cũng được. Này, bao nhiêu việc. Này, sao? Ra vào bình đổ mấy cốc bia cho nó mát. Tôi mời, có bận gì không? Ông mời à? Ờ, thì tôi cũng bận. Không bạn đi lên. Đi. Mà đấy nhá, tôi nói cho ông biết, ông lại bảo tôi rắn. Tôi nói ông là tôi là tuổi tuất, chó chứ không phải rắn. Tôi biết rồi. Bên ra. Anh nhờ, bia thôi. Này, cô uống nước đi. Gớm, cô ở nước ngoài lâu rồi mới về. Bây giờ nên chứ là cô không cập nhật thông tin. Bây giờ cái gì nó cũng quy thành giá hết nhá. Này, trạm thu giá này, đào tạo giá này, viện giá này, rồi bây giờ là có cái yêu giá nữa cơ. Yêu giá là thế nào bác, nghe lạ nhỉ? Ôi giời, tôi gọi là tình giá đấy. Ví dụ nhá, như là mấy ông cán bộ xã ấy, đưa vợ người khác vào khách sạn để tâm sự, thế là chồng nó xông vào, nó đòi bồi thường danh dự, thì cái tiền đấy nó gọi là tình giá đấy. Em hiểu rồi. Nào là học giá này, đường giá này, rồi viện giá này, tình giá này. Thế đi vệ sinh thì gọi là gì bác nhỉ? Cô chả hiểu cái gì cả. Đây, ví dụ như cái quán nước này của chị nhá. Vâng. Bây giờ khách vào không uống nước mà lại muốn đi WC. Thế chị phải thu cái tiền đáy giá là 3.000 một bận chứ còn gì đó. Thế bây giờ em hỏi bác nhá. Ừ. Cái tin giá mà bác định bán cho em mà cái tin của lão Dớ ấy, thì bác tính giá thế nào? Thôi thì chỗ chị em, cái tiền nhuận giá đấy thì chị cứ tính là 300 đồng một chữ, không kể dấu chấm phẩy, hiểu chưa? Này, cái tin này nhá, không những gay cấn mà còn rất là lãng mạn nữa cơ. Nhuận giá, nhuận giá là gì ạ? Ôi giời, nhuận giá thì gọi là cái như là kiểu nhuận bút đi, nhưng mà thôi, cứ gọi là nhuận giá là cho nó đồng bộ. Em hiểu rồi, nhưng mà bác nhá,
bác phải thề với em là cái tin giá đấy là phải cực kỳ là chính xác nhá. Bán cho em luôn đi. Giờ, cô yên tâm đi, tôi thề luôn đấy, cực kỳ chính xác luôn đấy. Cái tin này nha là tôi lấy của tác giả Văn Tuốt, phóng viên đo đường nhá, là tin xịn đấy chứ không phải là tin lá cải đâu, được chưa? Đây này này này, đây nhá, đây cái này là văn bản nhá, đấy. Còn đây này này, nghe đây này, nghe nghe cho nó rõ đây này, này. Tin mật. Ngày mùng 1 tháng 4 hôm ấy, trời vẫn se se lạnh. Lão Dớ chở con Tuyết lên phố Hiệp. Con Tuyết ngồi sau ôm eo lão Dớ như đôi tình nhân. À núng nịu áp tai vào vai lão Dớ. Ôi trời ơi! Con đường tưởng chừng không có điểm kết. Từng cơn gió se lạnh thổi ngược làm mái tóc của ả cuốn theo chiều gió. Ôi sao lãng mạn thế! Vì ả Tuyết mới mở quán làm đầu nên không đội mũ bảo hiểm. Đến ngã tư phố Huyện, bất chợt một anh cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe. Dơ run lên bầm bập, dơ gãi đầu gãi tai, rồi đưa giấy tờ xe cúi đầu nhận lỗi. Tôi tiến vào biên bản. Anh công an nhắc nhở dơ, rồi đưa chiếc mũ bảo hiểm cho ả Tuyết. Dơ lễ phép chào mọi người, rồi lên xe đi tiếp. Ả Tuyết ngồi sau xe, thỉnh thoảng vén áo gãi lưng cho dơ. Ôi trời ơi, lại còn gãi lưng. Xe đi đến Thủy Nguyên, Hải Phòng, bỗng chiếc xe hổ vồ bấm còi, pam 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 pam. Dớ giật mình loạng choạng, lao vào chiếc xe hổ vồ. Tai nạn à? Cú đánh lái thần thánh đã cứu sinh mạng của dớ và Tuyết, nhưng chiếc xe hổ vồ ngã lăn ra được. Dớ sợ quá, chui toạt vào một ngôi nhà 4 tầng có cái tên rất lãng mạn. Nghỉ. Ôi trời ơi, hay bằng nghỉ. Trời ơi, bác ơi. Trời ơi, bảo sao? Bao nhiêu tiền em gửi về cho lão ý? Thế mà lúc em gọi thì lão cứ quanh quanh co co. Ôi trời ơi, lần này á, em lành làm gáo, em vỡ làm môi. Em cho lành tanh bạch ra hết. Thôi, lần này. Có bằng chứng rồi. Này, 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 nghe tôi giận đến đây. Ai chả biết cô là chuyên viên đánh ghen ở nước ngoài. Nhưng mà đây nhé, tôi thấy là chúng nó mới dừng lại ở cái việc là vào nhà nghỉ để tâm sự thôi. Trời ơi. Cho nên là nhé, cái việc mà xé quần hay là cắt váy ấy, thì nó cũng phải nhân văn, ngôn tình, lãng mạn một chút nhá. Mà này, cấm không có mang kéo với cả gia vị đâu đấy nhá. Ôi trời ơi. Nào các con, phải ăn hết cho bố nồi cháo gà này. Mấy khi có Việt Kiều tài trợ cho bố con mình, đúng không? Cha bù cho cái lúc con phải ăn thay cơm bằng Khoai toàn khoai. Hôm nay nhà mình sẽ không phải ăn trừ bữa bằng Khoai toàn khoai. Ăn đi, ăn đi. Đó, ông để đấy. Hàng giao cho các em ăn. Ông ra đây tôi hỏi tội đây. Tự nhiên mẹ mày cứ vằn cái mắt nhìn như con kinh tinh, kinh không chịu được. Nghe tôi hỏi đây này. Ngày mùng 1 tháng 4, ông đi đâu với ai, làm gì và ở đâu? Mẹ mày lạ nhỉ. Tự nhiên lại lấy cái chuyện từ tháng 4, bây giờ là cuối tháng 6. Bố mày làm sao mà nhớ được? Tôi là tôi biết hết rồi đấy. Ông khôn hồn thì khai mau, ông sẽ được khoan hồng. Alo. Dạ, thưa cán bộ. Cán bộ biết rồi thì cán bộ còn hỏi làm gì? Ông vào nhà nghỉ với con Tuyết làm gì? Hả? Thì cán bộ biết rồi, cán bộ còn hỏi. Đây là thằng Tuất, nó nhờ tôi vào tâm sự hộ nó với con Tuyết. Ngoài ra không có việc gì mà ăn. Ông chi tình giá cho con Tuyết bao nhiêu tiền? Ông khai mau. Mà ông có biết, đấy là tiền mồ hôi nước mắt của tôi bao nhiêu năm lưu lạc nơi xứ người. Tôi vất vả kiếm tiền, tôi làm ô xin, tôi đưa tiền cho ông mà để cho ông đưa cho con Tuyết rồi. Ôi trời ơi là rồi. Dạ thưa cán bộ, tôi cũng xin trả lời chính xác luôn. Thằng Tuất nó có nhờ tôi đưa 2 triệu cho cái Tuyết, sau đó tâm sự 30 phút. Chưa kể thời gian chép bài và tôi ném bài cho con Tuyết. Nếu như tôi nói sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước con Tuyết. Trước ai? À trước cán bộ. Bây giờ nhá, tôi sẽ sang nhà lão Tuất để điều tra. Ông mà nói sai nhá, ông đừng trách tôi là ác. Dạ, thưa cán bộ, tôi đang nghe. Bây giờ ông đi ra ngay ngân hàng thu hồi cái sổ tiết kiệm về cho tôi. Ngay và luôn còn kịp. Thưa cán bộ, tôi xin nói lời cuối cùng được không ạ? Nói đi. Dạ, thưa cán bộ, hiện nay sức khỏe của tôi rất là yếu. Tôi xin phép cán bộ cho tôi ăn 7 bát cháo. Sau đó tôi sẽ thi hành án được không? Rồi,
ăn đi. Dạ vâng ạ, cảm ơn. Cảm ơn cán bộ. Công nồi cháo gà của con, bố phải để phần bọn con nữa chứ. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Bố ăn nhiều bởi vì bố đang phải thi hành án. Thi hành án gì? Mẹ mày nghi bố can tội ấu thanh niên. Em phải nói thật đấy, em phục bác sát đấy. Cô mỗi ghi tin của cái thằng dớ bán cho mụ giận, tiếp vào bác ăn lãi mấy chục lần. Này, có tin gì hot không? Bán cho chị, chị mua cho. Tin hot á? À, tin hot em nhiều. Ví dụ như cái vụ thằng Huy Nhất ngủ mấy gái bùng vụ tình giá. Ừ. Thôi 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 thôi, cái thằng ba trợn ba chảo ấy thì mua của nó làm cái gì hả? À, nó còn để nợ ở đây bao thuốc và một cốc bia cỏ hàng tháng nay rồi chưa trả tiền nhá. Thế à? Này, bố cái thằng Huy Nhất ấy, nó mấy đời vợ rồi mà gái nó vẫn cứ chén kìn kìn ấy. Trả bù cho em nẹt đẹt mãi một vợ, đời kể nó cũng chớ trêu thật. Thôi thôi thôi, chú này vớ bẩn, đừng là lắm vợ để làm cái gì cho nó phức tạp thêm rồi. Các cụ chả bảo là con bò có một cái u, thằng nào một vợ còn ngu hơn bò đấy cái gì. À mà chú Tuất này, chú có biết là con dần vợ thằng dớ ấy, nó sang nước ngoài ấy, có phải nó làm ô xin đâu, nó làm một cái việc rất là kinh khủng ấy. Ý giời, em còn lạ gì cái vụ đấy nữa. Đợt đấy làng mình có 8 suất đi Đài Loan, nhà em cũng được một suất nhé. Con vợ em nó cứ sồn sồn đòi đi, em cấm tiệt. Úi dồi ôi, may thế, chú quyết định như thế là quá sáng suốt đấy. Con dần nó sang đấy nó toàn ngủ với chủ thôi. Sao bác biết? Chắc bác nghe tin vịt gì. Vịt là vịt thế nào? Này, chính mồm con dần nó nói ra nhá. Nó bảo là nhá, cơm ăn 3 bữa, quần áo đẹp mặc cả ngày, tối ngủ với chủ, đêm cho chủ bú. Sốc chưa? Ai cho chủ bú? Con dần nó cho chủ bú chứ còn ai nữa. Rồi ôi, sao bác không biết đường ghi âm lại? Bác rốt thế chứ này. Rốt rốt cái ấy nào ấy. Này, em sang bên kia sướng này, lắm. Cơm ăn 3 bữa, quần áo đấy, đẹp mà cả ngày. Đúng giọng nó chưa? Ngủ với chủ, đêm còn cho chủ bú. Hay, hay. Ê, bác này quả là cao thủ đấy. Bác cho em luộc lại cái tin này. Thế định giả bao nhiêu mà luộc? Thì em mạnh dạn giả bác 300. 300? Quá bèo. Thôi được rồi, 300 chị bán cho chú luôn. Chị lấy tiền chị đi đổi con máy ghi âm khác cho nó xịn hơn nhá. Úi giời ơi, bác lại dùng cả phát uất cơ. Bác mở khóa cho em cái, để em ghi âm lại. Chị già rồi nhưng mà anh chú vẫn ghen lắm đấy nhá. Đêm nào cũng dậy mò mẫm mầm mở điện thoại của chị để xem tin nhắn, xem có thằng nào nhắn cho chị không đấy. Nhưng mà cũng bị bắt mấy lần. Lần này chị tỉnh, chị khóa bà nó lại. Ức lắm mà đếch làm gì được ấy. Đấy, già gì mà già, trông vẫn ngon, vẫn nhuận sắc lắm. Xong rồi, okay. Chị này, mà chị cứ dùng cái quả máy như của em này này, yeah. Ghi âm là nét 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 luôn. À, thôi, trả bác em vào đây. Tiền. Đấy, ngớm làm gì mà. Tiền tươi thóc cặt luôn. Tiền tươi thóc cặt rất là giọt đấy. 1, 2, 3 lít nhá. Nó không cắt thì phải cố thôi. Trả bác em vào nhá. Vụ này là em lại kiếm mấy chục lần đấy. Biết không? Rồi. Tuất chó này nó hẹn lâu thế nhỉ. Làm cái gì chậm chạp điệt thế. À đây rồi. Ủa Tuất đấy, tiếp làm cái gì lâu thế, đợi mãi. Có việc gì hết, nói nhanh còn kịp. À, này, ông giúp tôi một ván này được không? À, tức là ông lại mua cái danh dự của tôi để bao che đi cái tiền mồ hôi xương máu của vợ ông ấy thì. Ừ, thì ông bán danh dự cho tôi một lần này nữa thôi. Có cái gì ông cứ nói đi, cái danh dự ấy là tôi có thừa. Thế này nhá, nếu mà con vợ tôi nó có hỏi thì ông bảo là ông mượn quyển sổ tiết kiệm của nhà tôi nhá. Sổ tiết kiệm bao nhiêu tiền? 201.
ông tiêu gì mà đến hết tận 201? Thì đấy, vào cái vụ karaoke ấy. Karaoke? Ừ. Ông đừng có chén. Cái bộ âm thanh của ông mua của cái thằng Hoa Trèo cũ ấy, cùng lắm 10 triệu chấm hết. Còn 200 triệu ông để đâu? Khổ lắm. Mấy cái con ve nhà tôi là nó đốt kinh quá, thành ra hết sạch. Ông nói thế nào? Mấy con ve nó chỉ kêu đốt làm sao được hết tiền. Mấy con ve đây là mấy con ve vãn ấy, chân dài ấy. Chân dài. Từ ông chào tôi tí. Ông cứ nghe điện đi, cứ nghe điện đi. Từ đầu ông nhờ tôi chuyện gì đấy nhỉ? Đấy, tôi bảo là nếu con vợ tôi ấy nó có hỏi thì ông bảo là ông mượn cái quyển sổ tiết kiệm nhà tôi nhá. Sổ tiết kiệm bao nhiêu tiền? 201 đi. 201 à? Này, ông tiêu gì mà đến hết tận 201? Thì đã bảo là cái vào cái vụ karaoke rồi còn gì. Ông cứ chém. Tôi nói cho ông ấy, cái bộ âm thanh karaoke ông mua của cái thằng Hoa Trèo cũ cùng lắm 10 triệu chấm hết. Còn 200 triệu ông để đâu? Thì đã nói rồi là mấy cái con ve nhà tôi nó đốt kinh quá, thành ra hết sạch. Ông nói thế nào ấy, ve thì nó chỉ kêu đi chứ nó đốt làm sao được. Cái tiền đã bảo là mấy con ve là mấy cái con ve vãn chân dài còn gì nữa. Thế là mấy con chân dài thế. Thế ông cho con nào? Thì con Tuyết, con vợ sắp cưới của thằng Hợi ấy, con đấy đầu têu. Thế còn con nào nữa? Tiếp theo là con Nguyệt này, con Kiều này, con Vân Anh, con Minh Anh, con Minh Ánh. Tóm lại là ông đem 200 triệu cho gái hết đúng không? Ôi, xong rồi. Xong rồi à? Chấm hết, xong rồi. Đấy đấy, ông cứ bảo với vợ tôi như thế. Nói thật với ông cái này nhá. Tức là cái vụ này là tôi tính phí đấy. Tính phí? Tính phí 5%. 5% là bao nhiêu? 10 triệu. 10 triệu á? Sao đắt thế? Đắt cái gì? Tôi nói thật ông, trên cái đời này chả có cái thằng nào bán cái danh dự có 10 triệu như cái thằng Tuất Tây này đâu. Ôi trời ơi, ông xem cái nào giảm tôi một nửa được không? Không được. Ông thích mua rẻ đi. Ừ. Tôi giới thiệu cho ông một chỗ nhá, nó bán cái danh dự rẻ như cho luôn. 3 triệu bán luôn. Thật nào? Rẻ như béo luôn. Thật nào? Thằng Huy Rớt ấy. Thằng Huy Rớt ấy. Ôi, cái danh dự của nó không đảm bảo đâu. Tôi không mua đâu. Đấy. Thì được, giảm tôi nửa đi. Không giảm được, không mua tôi đi đây. 10 triệu mà không mua thì tôi đi nhá. Giảm giá người ta phải rắn thế chứ. Đúng là cái thằng Tuất Tây chó. 10 triệu cái danh dự, 10 triệu thì mày bán cho chó Tuất à? Bố anh thấy ngại lắm. Ngại gì mà ngại, mình dám làm dám chịu. Ông Tuất ruột để ngoài da, ông đấy không để bụng đâu. Tôi không về đâu, anh cho tôi xuống đây, không được tôi nhảy ngay bây giờ này. Sắp về đến nhà rồi, lại dở trò à? Mà ông có coi tôi ra gì đâu. Chẳng phải ông Tuất nhắn tin cho anh bảo tôi là con lăng loàn, con nĩ thoã, con dâm đãng, giờ có mặt mò mà về. Thôi, cứ ngồi yên đấy, mọi việc để cho anh lo. Tôi nghĩ dài lắm, nhưng mà quên của tôi. Quên mà chỉ có con không không. Bà ghi luôn cho tôi con không không. Bao nhiêu? Một bàn tay. Em ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Em ơi, anh nhớ em khôn nguôi. Em ơi, anh nhớ em khôn nguôi. Có cô bé đi sang bên Mỹ. Đính chính, Đài Loan. Lỡ ngỡ lại quên đường nghe. Hotel California. Beverly. Không không, hết. Này, cái vợ ông đi Đài Loan xong hát cô bé là ở Mỹ đấy. Ôi, tôi phải hát bên Mỹ thì nó mới văn. Cái này hát này, có cô bé đi sang Đài Loan à. Thế nó đi bao giờ về? Ui dồi, thích đi bao giờ về cũng được. Miễn là nó gửi tiền về cho tôi tiêu là ok, đúng không? Thế hiếp ông là gì nữa? Chuyện. Ôi dồi. Ngoan. Ngọt. Ừ nhỉ.
Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Này, thằng kia. Mày đánh rơi một đống của này đổ đi kia. Đúng một chai. Ôi trời ơi, cháu có làm sao không phải em. Đây ra anh xem nào. Ôi trời, cái bàn này vừa qua đấy à. Học thì rút, không hớt được chiếc này. Vào bán nước này. Em có làm sao không phải cháu. Cháu đau quá. À thế à. Ôi trời ơi, đây. Này, nạn nhân kêu đau này chứng tỏ là giãn dây chằng bụng rồi. Vào mang xe cứu thương ra đây. Xe đâu? Cái xe 33 đấy mà không biết à. À xe rùa. Dạ ông ơi, tôi trông nạn nhân quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi vậy? Chuyện cứ đứa con gái nào sinh là quen, tôi còn quen hơn. Được. Nhanh lên, nhanh lên. Nào, gất cái đít vào đây để kê nạn nhân lên. Gất cái đít. Cái gì? Cái gì? Gất cái đít xe chứ không phải gất cái đít các ông. Mình nói cho nó rõ mà tôi. Em ngã thì anh phải nâng, nâng. Trong lúc hoạn nạn nhìn có nhau. Ôi trời ơi, nặng thế chứ. Ông ơi, cái gì? Con lạng này tôi bế đỡ cho. Ông tuổi gì? Mùi. Mùi không đủ tuổi. Đây tuổi hải cẩu nhé, đấy mới là chuyên môn. Và vũ vẩn. Ông ơi, thôi, mời ông lên xe. Tôi bế đỡ được, rỗi đấy. Cái túi của em à? Ừ, đây, có đấy rồi. Có đây, em quay nhặt rồi. Ôi trời ơi. Đấy là một túi tâm. Túi gì này? Đấy. Ôi thương quá cơ. Này, tốt. Chuyện gì nữa? Bật cái còi hụ lên để cho người ta ra trường. Còi trước mặt ông đi nói. Đây. Bọp. Tiên tòng. Bọp. Để nghe tất cả các một kẹt dẹp hay là về cấp kính là ngăn. Giống thế nhỉ? Hay vậy đúng. Ping pong. Kích con. Ngồi buồn chẳng có một ai. Soi gương lại thấy đẹp trai vô cùng. À không có gương thì ta soi bằng kính. Vô cùng lại thấy phát khùng. Vì khùng mới thấy vô cùng đẹp trai. Vợ chồng con chào bố. Bố cái thằng cha mày. Vợ ơi chào bố đi vợ ơi. Tôi muốn bố. Thế tôi bảo anh là đưa cái con tuyết vào đây. Để cho tôi mắng tôi chửi nó mấy câu. Thế nó đâu? Đây. Đâu? Chết cha. Đâu rồi nhỉ? Bố có thấy vợ con đâu không? Anh vác cái xác anh về không? Xong anh hỏi là bố có thấy vợ con đâu không? Thế là tôi là anh à? Hả? Hay là anh là tôi? Nhưng mà anh có bị ngáo không? Rõ ràng con đèo nó về mà. Đến đầu làng con với nó còn cãi nhau chí chóe. Bố anh không phải nói dối bố. Này, bố ở đây bố nghĩ kỹ rồi. Nha. Các cụ có cái câu nói là lấy điếm về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm điếm. Thế cho nên là bao nhiêu cái quá khứ của con Tuyết ấy là bố bỏ qua hết. Anh cứ động viên nó tu tỉnh làm ăn, rồi bố sẽ cưới nó cho anh làm vợ nhá. Thế lần sau về là nhớ mang nó về đấy nhá. Con mang nó về rồi. Khổ quá, nhưng giờ lại không thấy nó ở đâu nhỉ. Bố anh không phải chém người chứ có phải cái củ khoai củ sắn đâu mà đánh rơi được. Có khi con đánh rơi nó thật rồi. Hay lúc cãi nhau ở đầu làng, con đánh rơi nó nhỉ? Chết, thế mày đánh rơi nó thật à? Thế thì đi tìm nhanh lên! Vâng. Chờ bố mà! Này! Cháu làm ăn chân chính đàng hoàng như thế, mà bác tốt bố được rồi. Thế lại nỡ bảo cháu là làm điếm. Cháu nhục lắm. Ở đây là cánh đê à? Hả? Vâng ạ. Điếm tức là làm gái ạ. Úi dồi, cái nghề hay như thế mà nó dám miệt thị con người ta. Ngu không chịu được. Thì cháu cũng chỉ rót bia cho khách ở quán karaoke thôi. Thế mà bác ấy lại nỡ nói cháu như thế. Thế thì thằng cha Tuất khốn nạn thật. Tao rót bia ngày nào cũng rót cho khách đây. Nó nói mày làm điếm thì tao cũng làm điếm à. Từ mai đi thằng này mà ra quán tao ngồi tao cho cái chai bia ở mặt. Đấy, tôi bảo bà bao nhiêu lần rồi, những cái thằng ấy mà nó cứ bên ngoài ra vẻ là vô tư
Đấy, gặp ai cũng nhăn nhăn nhở nhở, cười cười nói nói. Nhưng mà trong bụng của nó ấy, cực kỳ là mưu mô xảo quyệt. Bà cho nó một chai bia võ vẹn gì, cứ tròn 5 chai vào mặt cho tôi. Cháu vừa nói cháu làm công ty gì nhỉ? Cháu làm ở công ty dịch vụ giải trí dành cho người lớn ạ. Ở cái bà này mà cười người ta đau đi, cứ hỏi người ta nhiều nhỉ. Cái nghề của em này ấy thì nó có khác nào cái quán nước của bà đâu, cũng là shop bia cả, đúng không? Mà tiện đây nhá, tôi nói với bà một cái chuyện rất là bí mật, bà cấm kể cho người thứ hai nghe chưa. Tôi ấy đang chuẩn bị nhận một mớ tiền kiều hối gửi từ California, Taiwan về. Tôi dự định là mở một cái dịch vụ giải trí karaoke. Nhưng mà bây giờ cái thằng Tuất nó cứ giao hết cả lên, thế thì tôi mở vào mắt à? Ôi dồi ôi, mở đi, mấy tháng nay vẫn chưa mở được à. Mở đi hot bạc đấy. Tôi mở lúc nào cho được. Cái quan trọng ấy là bây giờ phải kiếm được cái mớ tài liệu xinh xinh như em đây ấy. Đấy, karaoke mà không có người rót bia thì chó nó để nó hắt. Này, ông cứ mở đi, rảnh thỉnh thoảng tôi vào tôi rót cho. Úi giời, bà mà rót thì quán của tôi sập tiệm. Người ta tài liệu nó phải xinh như thế này thì khách nó mới đến, đúng không? Này, em làm nào giúp chú thu thập thêm nhiều cái tài liệu nó xinh xinh như em thì tốt nhỉ? Cái đấy thì anh yên tâm. Nhưng mà em chỉ sợ là bao tốt đang ấy lại miệt thị em thôi. Úi giời, cái đây em cứ yên tâm đi. Nếu mà thằng Tuất nó đến đây, nó hạ thấp danh dự của em, nó miệt thì em, anh sẽ mời luật sư kiện tung tít nó lên. Đấy, anh hứa là anh sẽ lấy lại danh dự cho em. Nhưng mà này, em cũng nhớ là giúp chú thu thập càng nhiều tài liệu xinh như em càng tốt, đúng không? Gái có công thì ông có vụ, à chồng có vụ. Ôi giời, thằng khốn nạn này đến rồi. Ơn rồi, vợ đây rồi. Thế mà cứ để chồng đi tìm. Anh im đi, ai vợ chồng với nhà anh? Anh biết là anh đánh rơi tôi giữa đường đâu em, hết người này. May có chú này, chú đưa lên trận xá tiêm giảm đau, đau chết rồi đấy. Ơ thế à, chào con bác. Vợ ơi, về đi. Ông Tuất đồng ý cho vợ chồng mình cưới nhau rồi đấy. Này cái thằng này, cô em đây cô đã bảo là mày im đi rồi mày cứ lải nhải làm gì nhỉ? Người ta đang đau bỏ xu ra, mày cứ nói nhiều làm gì? Mày cũng là vô chuyên. Đây là vợ chưa cưới của cháu mà bác. Vợ chưa cưới tức là chưa phải là vợ của mày. Sao mày cứ nhận vợ nhỉ? Anh đi về đi, tôi không về nữa đâu. Từ giờ anh đừng quan tâm đến tôi nữa. Đấy, mày đã nghe thủ mày nghĩ chưa? Người ta bảo là mày cứ đi về đi, tức là cứ ở nhà yên tâm công tác. Còn bây giờ cuộc đời của em ấy giao phó cho tao chăm sóc. Ôi trời. Chào hội nghị nhá. Dưới đây nè con. Thế nào đánh chơi con ở đây à? Vâng ạ. Các bác thấy không? Cái thằng con này em nó đoảng quá cơ. Nó đưa cái con vợ nó về ra mắt vợ chồng em. Thế mà lại đánh rơi mất. Hai bố con này chạy đi tìm bả hết cả hơi tai. Ôi mệt quá. Ôi giời bác. Bác rót em cốc bia. Bia cái mả cha nhà mày ấy. Tao thù hằn gì với mày mà mày bảo tao là điếm. Hả thằng thuốc kia? Hả? Này bác. Em bảo bác là điếm bao giờ? Đứa nào nó nói bác như thế? Hả? Bác nói dài này, tông vào họng, tọng vào mồm nó cho. Đưa nó đặt điều. Con bé đồng nghiệp tao nó vừa nói tao đây này. À, bà phải nói rõ ra là con bé em đây. Đồng nghiệp làm sao nó hiểu được. Tuyết, sao con lại nói với bác ấy như thế? Thì chẳng phải bác nhắn tin cho thằng Hợi, bảo con Tuyết nó làm nghề rót bia, nó làm điếm đấy. Chính xa nó ra làm gì? Nó làm nghề rót bia, tao cũng làm nghề rót bia. Sao mày còn cãi à? Cãi cái gì? Cãi cái mà cha nhà mày ấy. Này, mà người ta làm nghề rót bia thì ảnh hưởng gì đến bố con nhà mày? Mà mày cứ phải miệt thị bôi nhọ danh dự nhân phẩm nhà người ta như thế. Mà tao nói thật luôn, cái cô xinh xinh ấy rót bia của bọn tao đến đông, còn riêng cái bà này mà rót bia ấy may ra để mời bố con nhà mày uống ấy. Đây, con đã bảo bố rồi, nhiều khi lời nói tuột ra khỏi mồm không rút lại được đâu. Đấy, bà thấy chưa? Đến thằng con nó phải công nhận là thằng bố nó láo. Thế mà bà còn ngồi yên. Tôi rất là chịu bà đấy. Cha muốn con nhà chị Tuất nhá. Tao không ai cho bố con nhà mày đâu nhá. Bác. Không biến rồi, chạy đi em, chạy đi em. Anh đây, đây. Nhớ được làm năng, nắp là bố con nó nhá. Bác, em có nói gì đâu. Bác.
dạy thì như đánh rơi em. Bây giờ long sòng chọc không có anh chết. Em có thấy dễ chịu không? Em cũng đỡ đỡ rồi anh ạ. Ừ, anh cũng cảm thấy dễ chịu quá. Này, cái mớ tài liệu của anh đến đâu rồi? Lo cho anh không làm ăn gì được. Được, anh cứ yên tâm, tài liệu lúc nào anh chả có cả kho. Úi giời, thế thì tốt rồi. Bà trời ơi, bà trời. Này, hình như là bố của thằng Tuất đến phá đám sao? Em cháu tạm thời lùi trong để ra giải quyết hai bố con này. Vâng ạ. Vào đi, vào đi, đừng để lộ. Bác chó, bác chó. Cái gì đấy? Ôi, bác đây rồi. Chuyện gì đây? Này, đính chính luôn nhá. Tên tao ấy là Dớ, mà bố con mày cứ quang quang đi là dở ra nào. Hả? Đấy thằng này bác, dở mới dớ, nó cùng cái phần ớ. Thế nên cho nên em hay bị lộn. Tóm lại thế này, bác nhặt được quả rơi, làm ơn cho bố con em xin lại. Bố con em xin cảm ơn và lo hậu sự cho bác. Em lộn, xin hậu tạ bác. Nhặt được quả rơi thì là đúng rồi, nhưng cái quả rơi ấy, bây giờ nó muốn là phối kết hợp với tao ấy, nó không muốn về bố con nữa. Thế là thế nào bác? Nó rất đơn giản thôi, mày đánh rơi nó hỏng long sòng sọc, hỏng bé hỏng bé, tao phải đưa lên trạm xá sửa mất một mớ tiền đấy. Thôi được rồi, bác sửa em nó hết bao nhiêu, bố con em xin bồi hoàn lại cho bác cái chỗ tình làng nghĩa xóm với nhau, cho em xin lại. Tình làng nghĩa xóm thì tao cũng tính nét luôn cho bố con mày rõ. Nó là như này, em nó bị dạn cái dây chằng bụng là tao đụng mất 500. Đấy, nó hỏng thêm cái xương rau răm là tao găm vào 5 triệu. Đấy, tao mua cái thuốc xoa bóp trị liệu tính ra là 10 củ, bố con mày nộp đủ thì nói chuyện với tao. Đúng không? Bác, sao bác lại bóp vợ cháu thế? Bác có tuổi rồi, bác đứng đắn đi, bác dớ tổng hồn. Vợ mày đâu, bác cái bóp hộ không biết đường cảm ơn, nó còn cấu với bác là thế nào? Im cái mồm. Cháu nó còn trẻ người non dạ, bác thông cảm cho nó. Cái loại vắt mũi chưa sạch nó chút làm gì, nhưng dù sao cũng ghi nhận là nó có công cắp được con em cháu về đây. Nhưng nó lại đánh hỏng tôi mất bao nhiêu công trường, thì bây giờ thế này, tôi xin mượn em cháu nó ở đây vài hôm, xong việc tôi lại trả về cho bố con ông. Chết, bác mượn cháu nó làm gì? Bố con ông làm gì cứ phải hốt hoảng như thế. Tôi mượn là tôi mượn cái tinh thần, chứ ai mượn cái thể xác làm gì. Chẳng nhà đang muốn nhờ con em cháu nó thu thập một ít tài liệu. Tài liệu gì hả bác? Bố con mày cứ giả vờ. Tài liệu gì? Là chẳng qua là tôi nói nhỏ với ông nhá, thằng này nó nghe được thì nghe. Sắp tới tôi mở cái karaoke, bây giờ nhờ con em cháu nó thu thập tài liệu. Tài liệu là rót bia ấy. Mở quán karaoke mà không có rót bia với tay vịt thì chó nó đến hát, đúng không? Này, thế là cái con Tuyết này nó khai hết sơ yếu lý lịch của nó với bác rồi đấy à? Ừ, thì nó khoe với tôi là nó có nhiều kinh nghiệm. Đấy, mà này, nhớ hôm nào khai trương bố con ông đến hát test mấy bài, nhân thể test cái tay vịt nhà tôi xem nó có chắc chắn nhá. Này, ông thôi ngay đi nhá, ông bỏ ngay cái kiểu hớt ván đi nhá. Ông phải biết là bố con tôi tốn bao nhiêu công sức tiền của mi dê được em Tuyết vào đây, bây giờ ông định lẫn tay chân à? Này, ai thèm hất váng gì bố con nhà mày. Chẳng qua là con em cháu ấy, nó tự nguyện nó về với tao. Bố con này muốn gì? Phán à, này, đuổi hả? Này, giả mặt à? Này, tao nói cho thằng nhà thằng dở nhà mày biết nhá, tao thách cả ba họa bốn bên, người trên kẻ dưới nhà mày mở được cái quán karaoke đấy, mày phải nên nhớ tao là Tuất nhá. Tuất Tây, mày biết Tuất Tây là gì không? Tuất Tây là con chó Tây ấy. Này, phải ai chó hả? Bảo ai chó nhà mày ấy? Này, 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 tao nói cho mày biết là mày là cái loại hớt váng gà nơi đục, mày là cái loại ăn tục chửi ta. Mày già rồi mày vẫn còn dê, mày đừng tưởng mày dê, mà mày cứ chạy mướt, ăn mày bánh à? Mày đánh. Vào đây, vào đây, nào, mày đánh. Các quý chị thì văn trang và các quý nàng thì tươi trẻ.
chỉ còn 5 ngày nữa thôi, vậy là chỉ còn 5 ngày nữa thôi, karaoke Giờ Giờ chính thức đi vào hoạt động. Nhân dịp tuần lễ khai trương, karaoke Giờ Giờ sẽ giảm giá cho 50% bất kỳ phòng hát gia đình và các dịch vụ kèm theo. Đặc biệt, karaoke Giờ Giờ có đội ngũ tiếp viên thật chuyên nghiệp và hiện đại, luôn làm vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi. Bây giờ em cũng chẳng nói chi, xin mời quý khách đến đi còn gì. Dạ vâng, chỉ còn 5 ngày nữa thôi, vậy là chỉ còn 5 ngày nữa thôi, karaoke Giờ Giờ chính thức đi vào hoạt động. Nhân dịp tuần lễ khai trương, karaoke Giờ Giờ sẽ giảm giá 50% cho bất kỳ phòng hát gia đình và các dịch vụ kèm theo. Đặc biệt, karaoke Giờ Giờ có đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp và hiện đại, luôn làm vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi. Bây giờ em cũng chẳng nói chi, xin mời quý khách đến đi còn gì. Dạ vâng, chỉ còn 5 ngày nữa thôi, chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Cô ơi, karaoke Giờ Giờ toàn tuyển nhân viên ở trên phố thì cần gì tuyển bọn cháu nữa hả? Vẫn treo biển ở đây, chúng mày không đọc là tuyển nhân viên cả ngày lẫn đêm như này. Nó vẫn treo biển đây là nó vẫn cần người đấy. Nếu có được tuyển thì làm sao bọn cháu cạnh tranh được bọn gái phố hả bác? Ông ơi! Ông! À đây uống nước đã. Thế chúng mày không đi phu hồ nữa à? Vất vả lắm, bỏ rồi. Giờ về phụ trách mảng truyền thông cho sếp Giớ, vừa nhàn vừa vui. Thế tuyển nhân viên ở phố rồi thì cần gì tuyển gái quê nữa hả? Sếp Giớ muốn tận dụng lao động tại chỗ để tạo công ăn việc làm cho con cháu. Còn cánh ở trên phố về là để truyền kinh nghiệm cho nhân viên mới. Ôi dào, có mỗi bác Bim Bim với lại bác Điệp, ai mà chả làm được ạ? Nên bọn em cũng làm được đây này. Truyền nghề thì để tao truyền cho. Tao mà rót bia không vãi giọt nào. Ui trời gớm nữa. Cho u rót bia có mà bạo hành khách à? Mày, này, nhìn cái mặt u ấy, khách có mà chạy mất dép này. Bố anh, ủa trời, tát bây giờ. Hai đứa nó đang muốn tuyển đây. Tuyển không? Thì hai em vào luôn đi. Sếp Giớ đang bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên mới đấy. Thế hả? Thế chúng em vào luôn đấy ạ. Ừ đi đi. Hai con gái quê này mẩy mấy cái phố đấy. Ủa chứ bọn cháu có mù đâu mà cũng phải giới thiệu. Bà này, Sếp Giớ thưởng cho mỗi một em là mình được bao nhiêu tiền đấy? Nghe đầu là mỗi đứa được 2 lít. 2 lít à? Thế là có màu à? Thôi mày kia, vào húp đi. Vào đi. Tuất đâu? Tuất! Làm gì mà lâu thế? Cái lão Tuất này làm gì mà cái lề mà lề mề thế nhỉ? Hãy ra đi công chúng ơi. Đây, úi giời. Hai ông đi đâu mà ăn mặc bảnh trẻ thế nhỉ? Ông Giớ là mời anh em mình sang chắc hộ mấy cô nhân viên. Không mời ông ạ. À này, thế tới đây nhà thằng Giớ nó khai trương quán karaoke. Thế các ông định tặng nó cái gì? Tặng á? Tặng cho nó mấy chai bia. Đập vào mặt nó ấy. Cãi nhau à? Không phải cãi nhau, chửi nhau thôi. Các ông có biết không? Nó cướp trắng cái con vợ sắp cưới của thằng Hợi nhà tôi đấy. Có phải cái con mà hôm trước tôi ôm nó không? Thì chả nó còn ai vào đấy nữa. Thôi, nó làm cái nghề đấy. Bố con không tiếc làm gì. Nhưng phải nói con ấy, ngon. Được rồi, ngon ngon cái vào mặt ông. Thôi, mới cãi nhau thì ở nhà nhá. Anh em tôi đi. Thôi, chúng tôi đi nhá. Tao chưa nở vào kiếp nhá. Thách cả họ nhà thằng Giớ không mở nổi cái quán karaoke. Các em phải nhớ là luôn nở nụ cười ở trên môi. Bia, nước ngọt và bim bim em có phần trăm ở trong đấy hết. Nên là cứ bóc thật được cho cô. Mà bóc bao nhiêu phải nhớ. Mà thôi, chúng mày cứ không mất lên cũng được. Nhưng mà cấm cái lúc thanh toán cãi nhau khách người ta cười rồi đấy. Mở bia uống bia ăn bim thì dễ. Nhưng ngại những cái khoản người lạ cứ bá vai quàng cổ. Em ơi ngại chết. Này này tôi hỏi nhà cô nha. Thế lúc người ta cho tiền cô có ngại không? Không. Bây giờ tôi lại hỏi tiếp. Bờ vai con gái cho con trai sờ vào có bị mòn không? Chắc là không mà. Đấy. Thế thì tại sao chúng ta có hát bài người lạ ơi ra đây em cho mượn bờ vai. Có mòn có mất có thiệt cái gì đâu mà không cho. Thế bài học hôm nay tôi dạy các cô đã hiểu chưa? Dạ chúng em hiểu rồi ạ. Tốt. Cô Kiều, nhắc lại cho tôi hôm nay học những cái gì. Dạ thưa cô, mồm luôn luôn phải nở nụ cười nhưng cũng phải biết tiết chế để khách không nghĩ mình là con dở hơi ạ. Tốt. Cô Vân. Dạ. Trả lời cho tôi mà khi khách mới đến chúng ta phải ứng xử và mở dòng nhạc gì? Dạ thưa cô, khi khách mới đến thì thấy ai thích mình thì mình gọi người ta là chồng và dỉ tai người ta rằng chồng ơi, hát cái vợ bài trách ai vô tình nhá. Tốt, thế là thuộc bài rồi đấy. Cô Nguyệt. Dạ. Cô hỏi em à? Trả lời cho tôi, khi mà khách đã say sưa
thì ta phải ứng xử và làm gì? Dạ, thì khách mà phê rồi thì ta phải bật thật nhiều bia, mở bim bim, mở thạch và bật nhạc sàn thật to để khách quẩy tưng bừng ạ. Tốt. Mà bây giờ khách không uống không ăn thì các cô làm như thế nào? Dạ, nếu mà khách không chịu uống không chịu ăn thì ta sẽ ăn nhận tình rồi thì tiền cho khách ạ. Được. Con này, ngồi ra đây. Em Nguyệt. Dạ. Đứng dậy cho cô kiểm tra bài cũ. Giả sử như anh là một thằng khách sộp, và giả sử như đây là rất nhiều tiền. Nhìn thấy chưa? Bây giờ em làm thế nào để moi hết tiền của anh? Dạ, em chào anh ạ. Chưa lao động gì mà đòi thưởng à? Anh ơi, em mời anh ăn thạch. Trẻ con, trẻ con. Nào ngoan, cô Trương nhá. Há miệng ở cô Trương nhá. Cô Trương nào, há miệng nào. Ăn thạch nhá, ăn miếng thạch nhá. Ăn trong rủi tí nó cô cho thơm, trong cô cho ti nhá. Được ti hả? Được. Được ti nào. Em chỉ... Đấy, nhìn thấy chưa? Cái level thả tính là phải đạt đến cái mức như con này này thì mới moi được tiền khách. Nhìn thấy vào tập. Anh ơi. Anh là đã phải em đâu. Anh vừa đẹp trai lại còn thật là nào. Rồi, từ từ các em ai cũng được thưởng. Nào đây của các em đây. Em chi nha. Chưa, anh cả.